Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Lá cây ẩn thân. Nội ơi, cơm nội nấu thật ngon, còn ngon hơn cơm của chị Isabel nhà con nấu. Đứa trẻ ngu ngơ này thật biết nói chuyện. Tan học rồi mà còn bám tới tận nhà của mình, thật phiền. Hiếu phức. Hiếu, tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai cùng nhau ra ngoại thành chơi. Thật sao nội? Thật sao nội? Cho con đi với, lâu lắm rồi con không được ra ngoại thành chơi. Đương nhiên được chứ, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Yeah, con cảm ơn nội, ngày mai chúng ta có thể tiếp tục chơi rồi. Đây mới là chuyện mà mình lo nhất. Tạm biệt. Tạm biệt. Nội ơi, có thể đừng cho ngu ngu tới được không? Nếu không bạn ấy nhất định lại bắt con làm này làm kia. Kỳ nghỉ của con vậy là xong. Ê, nội nói con đó Hiếu Hiếu. Con phải học được cách chia sẻ đồ đạc của mình cho người khác. Con không thể quá ích kỷ. Con ngu ngu bám dính lấy không nói lại vô cùng bá đạo. Ông nội còn nói em phải nhường bạn ấy. Thật sự là quá khó rồi. Nghĩ tới thôi là em không muốn đi ra ngoại thành chơi nữa. Nội nói đây là cơ hội hiếm có, cả gia đình đoàn tụ, tất cả mọi người trong nhà đều phải tham gia. Hả? Vậy phải làm sao đây? Ây, thật hết cách với em. Cho em cái này, lá cây ẩn thân. Chỉ cần em đem lá cây này dán trên mí mắt của người khác thì đối phương sẽ không nhìn thấy em nữa, mà sẽ coi một vật nào đó trở thành em. Nếu như vậy thì em ấy sẽ không bám lấy em nữa. Thật sao? Có điều, em phải nhớ gỡ lá cây ẩn thân này xuống trong vòng 20 phút. Nếu không đối phương sẽ thực sự coi em thành người vô hình, sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Wow, đi ngoại thành chơi thật là vui. Thật hy vọng hôm nay mình á không phải dùng tới nó. Hiếu Hiếu, chúng ta chơi quan binh bắt trộm đi. Mình diễn quan binh, bạn diễn kẻ trộm. Không có hứng. Hay tụi mình chơi trò quân đội duyệt binh. Mình diễn đội trưởng, bạn diễn đội viên. Không muốn chơi. Sao cái gì bạn cũng không chịu chơi vậy? Không được, không được, nhất định phải chơi. Ngu ngu, bạn không nhìn thấy mình. Ngu ngu, bạn cho rằng đó là mình. Hiếu Hiếu, bạn chạy nhanh thật đó. Vừa nãy vẫn còn ở đây, sao mới chết đã chạy qua đó vậy? Hiếu Hiếu, chúng ta chơi trò duyệt binh đi. Ê, Hiếu Hiếu, bạn muốn đi đâu? Chờ mình với. Wow, lá cây ẩn thân lợi hại quá. Ngu ngu thật sự không nhìn thấy em nữa. Hiếu Hiếu, đợi mình với. Chúng ta cùng nhau chơi, đừng chạy mà Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu, bạn xem này, đây là thịt bò khô mà Isabel chuẩn bị cho mình. Bạn muốn ăn không? Hiếu Hiếu, chúng ta là bạn tốt mà. Mình chẳng qua chỉ chia cho bạn ít đồ ăn vặt thôi mà. Bạn cũng thật nhiệt tình nè, đó. Bạn có nhầm lẫn không vậy? Mình đâu có liếm bạn đâu. Chúng ta tiếp tục chơi đi. Không ngờ lại không nghe thấy. Bỏ đi. Ngu ngu xem chó này là mình. Không phải là mình được tự do rồi sao? Hiếu Hiếu, ngu ngu, mau qua ăn bánh nào. Con chơi thêm một lát nữa rồi qua. Rất may có lá cây ẩn thân, lần này số cuộc cũng thoát khỏi ngu ngu bá đạo rồi.
Hiếu Hiếu à, Ngưu Ngưu đâu? Sao vẫn chưa qua đây? Ngưu Ngưu đâu? Khi nãy bạn ấy còn ở kia, chơi với một con chó quan, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Không rồi, liệu đứa trẻ này có đi lạc không? Mau đi tìm nó, mau lên, tất cả mọi người mau đi tìm Ngưu Ngưu. Hiếu Hiếu, Trâm biết bạn đối xử với mình tốt như vậy. Trước đây đáng lẽ mình nên mời bạn ăn khô bò rồi, chứ không phải là bắt nạt bạn. Mình biết rồi, bạn tốt sẽ không so đo mấy chuyện này nữa. Ngu ngu, bạn đâu rồi? Ngu ngu, mau nói chuyện đi. Tiểu Súng ca, lỡ như ngu ngu thực sự đi lạc thì phải làm sao? Chỉ mong là mấy không sao. Ngưu Ngưu, còn ở đây sao? Ông bà, Tiểu Súng ca, sao mọi người đều tới đây vậy? Bây giờ phải về nhà sao? Ngưu Ngưu, một mình con ở đây làm cái gì vậy? Con và Hiếu Hiếu đang ngắm cảnh. Hiếu Hiếu? Lá cây ẩn thân à, hai đứa mau tháo nó xuống cho Ngưu Ngưu đi. Tiểu Súng ca, anh làm gì vậy? Ngưu Ngưu, em có nhìn thấy Hiếu Hiếu không? Đương nhiên thấy, không phải Hiếu Hiếu ở đây sao? Xong rồi. Ngu ngu, mình chỉ muốn đùa với bạn thôi. Mình thật sự không có muốn tránh bạn. Bạn nhìn mình đi. Sao hôm nay mọi người có vẻ kỳ lạ vậy? Hiếu Hiếu, bạn bị cảm lạnh sao? Mặc đồ của mình đi, sức khỏe của mình tốt hơn bạn. Bây giờ phiền phức rồi. Đây là tác dụng sau khi dán lá cây ẩn thân quá thời gian. Trong mắt ngu ngu, em đã trở thành người vô hình rồi. Hả? Xin lỗi ngu ngu, mình luôn cảm thấy bạn bám lấy mình, tính lại rất bá đạo. Mình lại coi bạn thành kẻ ngốc chơi đó, lại không ngờ được bạn đối xử với mình tốt như vậy. Xin lỗi bạn. Hiếu Hiếu, con còn nhớ nội từng nói với con đạo lý phàm là người đều yêu thương, trời cùng che, đất cùng dở không hả? Dạ, con nhớ. Nếu con nhớ thì đã không đối xử với ngu ngu như vậy rồi. Nếu là con người thì nên tương thân tương ái, không phân bạn hay tôi, cùng nhau hợp tác. Những đứa trẻ không tốt chỉ là thiếu hụt giáo dục, chứ không phải là thật sự không tốt. Ngưu Ngưu mặc dù có lúc biểu hiện không tốt, nhưng chỉ cần quan tâm và chỉ dạy đúng đắn cho bạn ấy thì bạn ấy đều có thể trở nên ngoan ngoãn. Nội ơi, con hiểu rồi. Bình thường con quan tâm Ngưu Ngưu chưa đủ mới hại bạn ấy thành ra như vậy. Con sẽ nghĩ cách sưởi ấm trái tim của bạn ấy khiến bạn ấy tốt hơn. Vậy là đúng rồi. Hiếu Hiếu, ăn món này, nuôi theo kiểu đặc biệt đó. Tôm hầm này là vận chuyển đường hàng không về đây đó. Bạn không thích ăn mấy món này sao? Ngưu Ngưu, nó thích ăn món này. Isabel, chị thật lợi hại. Hiếu Hiếu, bây giờ em giải thích cho chị, tại sao Ngưu Ngưu lại biến thành như vậy? Xin lỗi chị, là do em không chăm sóc tốt cho bạn ấy. Chị biết Ngưu Ngưu bá đạo, nhưng thật ra em ấy là đứa trẻ đáng thương. Ba mẹ đều không ở bên cạnh, lúc nào cũng chỉ có một mình. Thậm chí còn nói bản thân không biết thế nào là hạnh phúc. Hả? Hiếu Hiếu, hôm nay bạn không giống bình thường lắm. Vừa không trốn mình, lại không làm trái ý mình. Mình trước giờ chưa bao giờ chơi vui như thế. Cảm giác vừa bình đẳng vừa tin cậy này, giống như bạn bè thật sự vậy. Hiếu Hiếu, mình biết bình thường mình đối với bạn rất bá đạo, nhưng bạn thật tốt. Không ngờ bạn vẫn nghe mình nói. Bạn biết không, mình luôn rất ngưỡng mộ bạn. Cả nhà bạn sống cùng với nhau vui vẻ biết bao. Mặc dù mình có rất nhiều đồ chơi xịn, nhưng ba mẹ trước giờ đều không chơi cùng mình. Chỉ cần bạn muốn, mình bằng lòng cả đời làm bạn cùng bạn. Nào, mình đem chỗ đồ chơi này đều tặng cho bạn hết. Còn có những đồ chơi này đều là bảo bối mình cất giữ cho bạn hết đó. Mình xin lỗi. Hiếu Hiếu, bạn muốn đi đâu? Mình cũng đi với. Đợi mình với. Hiếu Hiếu, cứu mạng! Có ai không? Có người rơi xuống sông rồi.
Ngu Ngu, mình đây nè, mình ở đây nè. Bà đừng có xuống đó mà. Ngu Ngu, lá cây ẩn thân có thể khiến Ngu Ngu hiểu lầm chắc con là Hiếu Hiếu. Nếu lại dùng một lần nữa, không chừng có thể khiến em ấy coi em chính là em. Nhưng mà nếu làm như vậy, sau này bạn ấy chỉ nhìn thấy em do pháp thuật biến ra, sẽ không bao giờ thực sự nhìn thấy em nữa. Em hiểu rồi, bạn bè tốt thật sự thì đứng trên góc độ của đối phương để suy nghĩ, gấp những gì đối phương gấp, đau lòng những gì đối phương đau lòng, chứ không phải là bị những thứ giả dối che mờ đôi mắt. Mình rất hối hận vì đã dán lá cây ẩn thân cho bạn. Ngu Ngu, bạn tha thứ cho mình có được không? Hiếu Hiếu, bạn lên bờ lúc nào vậy? Sao quần áo không ướt chút nào? Bạn khóc gì vậy? Bởi vì hôm nay mình rất là vui. Ngu Ngu, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. Ừ, làm bạn tốt cả đời. Chỉ cần bạn thật lòng yêu thương người khác thì sẽ thu hoạch được tình yêu thật lòng của người khác. Không tin thì bạn hãy thử xem. Đây là pháp thuật tình yêu độc nhất của Tiểu Sủng Ca đó. Nam mô A Di Đà Phật.